vết đỏ trên ngực. Sao lại có vết đỏ này nhỉ? Chắc tại mình kỳ mạnh quá đây. Lại còn tắm nước nóng nữa nên nó mới đỏ ửng lên. Cứ tưởng bị chảy ra. Tháng sau là sinh nhật em rồi. Hai mẹ con có muốn một chuyến du lịch biển không? Quá được, chắc là Ben sẽ thích lắm đấy. Biểu hiện của ung thư vú: nổi hạch, tiết dịch, núm vú tụt vào trong, vú bị sưng đỏ. Mình không có những biểu hiện này, vậy chắc là do da mình bị kích ứng thông thường thôi. Ung thư vú á? Sao lại đọc về cái này? À, chị đến rồi ạ. Không có gì đâu chị, em tìm hiểu thêm kiến thức thôi mà. Ừ, bây giờ ung thư nhiều, ai cũng lo lắng về nó cả. Mới hôm qua thôi, bạn học cũ của chị gọi điện báo bị ung thư cổ tử cung em ạ. Khổ thân, phát hiện bệnh xong, chồng bỏ luôn. Ôi trời ơi, thật thế ạ? Tội nghiệp chị ấy quá. Chị ơi, da ở vùng ngực của em tự nhiên có vết đỏ, không sưng đau gì cả. Chị xem cho thuốc em bôi với. Chị có bị ngứa không? Không, chỉ hơi rát chút thôi. Vậy có thể là chị bị viêm da quanh vú. Bệnh này cũng hay gặp ở chị em phụ nữ. Là viêm da thông thường thôi. Để tôi lấy cho một ít thuốc bôi và kháng viêm. Về uống khoảng một tuần là khỏi. May quá, cảm ơn chị. 10 ngày sau. Gần một tháng rồi, sao vết đỏ này vẫn như vậy nhỉ? Chẳng lẽ... Anh này, ngực em... Chờ anh chút nhé, sếp anh gọi. Mới hôm qua thôi, bạn học cũ của chị gọi điện báo bị ung thư cổ tử cung em ạ. Khổ thân, phát hiện bệnh xong, chồng bỏ luôn. Em ngủ chưa? Anh cho Ben đi học giúp em có việc phải đi sớm. Chị thực sự bình tĩnh nhé. Theo kết quả thăm khám và chụp chiếu thì chị có thể bị ca vú ở giai đoạn 2 hoặc 3 rồi. Bây giờ chị phải nhập viện để làm thêm xét nghiệm, sau đó sẽ tiến hành điều trị ngay. Chị yên tâm, tin tưởng vào chúng tôi. Ung thư vú phát hiện giai đoạn sớm hiện nay chữa khỏi với tỷ lệ rất cao. Có gì em nói nghe đi. Anh ơi, em bị ung thư vú. Em đang ở đâu? Nhắn cho anh tới ngay. Tôi vẫn không hiểu tại sao vợ tôi sinh hoạt ăn uống rất điều độ, khoa học mà vẫn mắc bệnh ung thư được. Ung thư vú cũng không hẳn là do ăn uống hay sinh hoạt. Nguyên nhân ung thư vú phần lớn chưa được biết, có 10% liên quan đến di truyền. Vấn đề là các chị em phải chủ động đi khám hoặc tự trang bị kiến thức cho mình, tự khám cho mình trước thì mới phát hiện ra bệnh sớm được. Phụ nữ từ 30 đến 40 tuổi rất nên tự khám vú cho mình hàng tháng và nên đi khám tầm soát để phát hiện ung thư vú. Đó là cách nhanh nhất để kiểm soát sức khỏe. Tôi đã thử tự khám và cũng thấy hơi gợn tay, nhưng lại nghĩ đó chỉ là một vết côn trùng đốt. Có lẽ tôi đã quá chủ quan. Dù sao, chị cũng được phát hiện ở giai đoạn chưa phải là quá muộn. Hãy yên tâm điều trị theo phác đồ và có thể điều trị khỏi được. Vấn đề còn lại là tinh thần của chị. Chị phải mạnh mẽ, lạc quan lên nhé. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Mấy hôm nữa ổn định đâu vào đấy, anh cho Ben vào viện thăm em. Rồi em cũng sẽ về nhà chơi với con. Em sẽ ổn thôi. Công ty anh có một cô cũng bị ung thư vú mà khỏi được 15 năm rồi đấy. Thật thế hả anh? Ừ, nên anh đừng lo lắng nhiều nhé. Vững vàng lên em. Dù có chuyện gì, anh sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc cho em.